Khuyến Thiện, tức quyển thứ 5. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo, năm Tân Tỵ 1941, lúc Đức Thầy bị an trí tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, ngoài nhiều bài thi văn thâm thúy, Ngài có viết ra phẩm Khuyến Thiện, tức quyển thứ 5. Đoạn đầu và đoạn cuối của phẩm này Ngài viết bằng lối văn lục bát, đoạn giữa Ngài viết theo lối văn thất ngôn, gồm 776 câu. Khởi đầu bằng câu Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, và chấm dứt bởi câu Sĩ sức dân từ dốc dài khuyên. Nội dung của tác phẩm, Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo đã trình bày lại tiểu sự của Đức Bổn Sư Thích Ca, từ lúc ban đầu tầm đạo cho đến khi hoàn toàn đắc đạo. Ngài cũng luận giải về 8 nỗi khổ ở cõi ta bà và sự vui ở tịnh độ, cách diệt ngũ trược, trừ thập ác và trì hành thập thiện. Nếu hành giả nhất tâm tinh chuyên theo lời giáo huấn của Ngài thì chắc chắn sẽ được đúng như lời Ngài đã truyền dạy, không còn mắc nẻo dạy không luân hồi. Xin trân trọng mời cho quý vị thính giả và quý đồng đạo nghe phẩm Khuyến Thiện của Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiêng bút luận bàn tục tiên, ta là cư sĩ thanh tịnh tánh lành trao riêng, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Làm tôi Phật gửi thân liên đài, cầu cho mối đạo hoàn khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Trăm về Phật an thân, kéo kiếp phong trần, dài gió vàng sương. Phật đại phương phát mùi hương, cúi đầu đánh lễ cậy từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Nam Mô Thích Ca Như
tình thì coi lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi qua diệu trầm, diệt lòng tham dòng diệt thân tịnh độ giáp thuyền trị dục tâm, phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe rành chánh pháp tình trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rọi mười đạo pháp, xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghỉ suy từ nét dấu cố công gìn giữ tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hoa, nên đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, dân bác ấy dẻo sâu vô tận. Sao nhầm bụi phong trào tân tân đùa chen theo vật chất người
còn bé lắm, phen giống tốn lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong già nung nao, chẳng dình chặt gương xưa mạnh mẽ, dùng thế lực dùng nhiều mánh nó khoen cam dỗ người, đặng có khiến sai chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai chối kề, mắt thấy số những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm dòng ru người, thêm thời này thế kỳ xếp thần quyền cho hết, người nhẹ dạ nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh được lợi quyền, lại được cứ gian danh bài xích kẻ tu hành tác phước. Làng sống ấy nhiều người đóng rước kỳ dục dân tâm sôi nổi tràn trề, cố tục nhà phi mùi thuốc cứ phiền, ai nên vào ắt là phải nghiền, chẳng còn lo trang giò đấu chinh, lấy sắc thân dẹp nổi bất cứ bình, bỏ đức của cầu nhân hòa. Dầu ai có bền gan sắt đá, cũng động lòng trước cảnh ngỡ nghiêng, đào diệu màu gặp phận môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên đi kém, người không lo có hẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chữ tăng với tính nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá tinh lành, làm cho đời hiểu công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bước âm thanh sắc tướng lo chân hưng, Phật pháp mới là nói
lòng tự giết xa thân tầm đạo. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bốn đạo trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thuở Trung Quốc nhà Châu chiêu đế. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La, về có đức vua Tịnh Phạn thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thần tôi ngay phò ta. Đức Hoàng hậu Ma Gia Phong nhà sắc đẹp vườn ngọc một hôm kia vẻ mặt cứ vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thường rằng thần thiếp nhờ ơn dung hưởng của hoàng gia cùng xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở tập đức tánh khoan dung đại độ, trên tất cả những điều thô lỗ chẳng gần kẻ bảo ngang tàn, thiếp cúi đầu ngưỡng dòng điều xin ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm mi ở trước cứ đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó, lòng yêu dân dí như con đỏ tội giảm tha đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo rồng búa trong mi bao tanh. Vua hứa chịu giúp người đối lành
bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thành thơi, tiết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức Hoàng hậu trong lòng hân hoan, giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch tương tự ở chốn không trung, bóng xa xuống mình bà hối. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà rảo chân bèn bước ra giường, truyền thị về thánh vua nên đạo ca. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Gia: có việc chi vội bà thuật cho chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn dùm. Các thầy bàn được lệnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quý. Ngài thăm thuốc đông qua hạ, chỉ bà trố sanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khí phách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ thích ca từ đây cùng ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Tăng. Cả triều chính treo qua nhà sư cách thành mấy dặm, mi thường ở ăn ở trong sạch hiền từ,
lòng thắng ngài chẳng có gì tư, đời thanh tịnh nhìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu ông là người Bà La Môn Tiên A Tư Đà Tiên Hiền tên Lào. Thời buổi ấy vua người đạo bèn vào chầu tâu xin vua cho ông bước vào trong được yết kiến tử hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền sao lệ véo mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước khi đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tư hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sợ, tìm đạo lý giác diệu sanh chúng. Ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phần ngài quá Phật buồn vì tôi lớn sức mòn chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thân thiết, nhờ ngày mà việc neo hoàng hậu đến ngày thứ ba dứt nợ trần nên vội quy tiên, có bà gì thay thế mẹ hiền giùm săn sóc trong nôm. Hỏi triều đình các quan lớn tuyển nàng du gia được chọn kết hôn, vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn chọn cung phi mỹ nữ làm tròn.
gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cam mơ đồng, lần thứ hai thấy kẻ ôm đau, xét cõi trần trong ở già nỗi núng nào cõi tàm. Lần thứ ba xe lìa khói trạm đi được trong nhìn kẻ chết đi đang khiên về đền đài cam buồn riêng hằng để trí tầm phương y dài thốt cư. Lần thứ tư vừa đi vào y mắt bóng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng đêm giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phân sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lai trào, xin dương phụ lánh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ khuyên con nên đi ở chốn điện đài, lo nối nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lẻn lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bồi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngày đến rạch nê liên thuyền thấy có qua cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm đạo gần đất má dương theo khuấy dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phổ trường độ chúng. Thank you.
Ngài bèn xếp ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng giải tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tình độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cô chỉ làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cam vô trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính quyền phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong lời Phật thuyết. Ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ cảnh thanh minh sen báo nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Về phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi sơn. Lấy lời xưa kết lại ít chi tờ, cho thiện tính rỗi nhàn xem xét. Dứt ý mai tâm dứt điều hờn ghét, kỳ ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chi hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giao. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ lại tám phần, bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh nó là gốc. Vào bụng mẹ chúng quanh bao bọc, có khác nào ở ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt
hình thu. Lúc mẹ đói giường treo lòng bồng, ta kể sơ những điều bi thông. Mẹ no cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cấp tiên khóc nín mùi phẩm hàm tiền của.
nào dấu đẹp hầu xinh là lụa không được thầy bực tức ưu phiền cả tâm thần điêu đứng đảo điên vậy có phải khổ hay là chẳng đoạn thứ sau biệt ly cay đắng người mình thương bỗng lại chia lìa khi khóc than nước mắt cứ đầm đìa lúc trong nhớ ruột tầm chua xót ở thế gian mấy ai thoát lọt nghi nợ gia đình đeo đắm căn duyên cơn nguy nghèo thân thở kẻ lưu lạc người chờ trong mài cuộc tan hiệp hiệp tan ân ai đến sông đời để lại sầu ưu cái khổ thành ra cựu quán muốn tránh xa đừng trong tâm vàng cứ gặp nhau mắt tựa kiếm chăm làm cho người đau đớn âm thầm khổ như thế diễn ra mãi mãi đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại cuộc tang thương dâu bể cành trần nghèo thì lo một nỗi nỡ nần lo đào đói liệu cơn nhà rách buồn duyên số phận mình nhớ sạch rầu gia đình chúng bàn khinh cười giàu thì lo trộm cướp rình mò lo tước quyền cho được thơm tho sợ kẻ kho thiếu tiền chẳng tràn ôi ca sang hèn chẳng ai thông thà
Phật đài, cho thông thả hương mùi sen bao. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân dịch khỏi vì khổ lao. Thế thanh tịnh thường không quyên náo, vì hết lo toan nắng lành gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chưa ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thoại tánh an nhiên, bất diệt ở trường tồn ở thần kia. Đầu gian bác cứ hồn thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhìn canh Phật đài, khỏi quá khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thái đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắng đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chứ hòa thuận kể sao cho xiết tâm đồng nhau, thượng thiện cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sáng vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu gặp nhau. Thân tâm thường trổ hết rác rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Coi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lũng dầu mòn,
kính trọng Phật. Phật đợi chờ việc tu thân thiện tinh hằng hờ chừng quả đến e cho khó tranh môn tịnh độ là Phật xưa lòng từ bi chẳng hoàng nắng mưa sông thuyền giác rước đưa sanh ở chung trong một Phật chi tâm ráng tu cho quỷ kiếp thần khâm được tâm phát bồ đề dưng chắc giờ đừng cho ma dương dẫn thường nhớ câu đại lực đại hùng thân thất kỳ tình dư vẹn đạo trung trừ lục dục chớ cho ô nhiễm thập tam ma diệt bằng trí vô sự thánh thôi biển hồng trần lao lý diệu vơi sâu đẩy mài trong dòng ngũ trượt thân hôi tanh mũi ruồi đón rước thêm nhọt u ghẻ lá phong cùi đâu lúc nào toàn vẹn yên vui là kiếp trước ta xin kể ở trước giờ gì quay ngắm điều bao ngược những chỗ đây hèn nào được xem cảnh báo đại sen nghĩa kiếm trượt giải ra như vậy trí dần dần tưởng đo nhớ đây thiết mưu kế toán bề thắng thôi gây thổ quán chướng điều đáp đối nên ma phiền não trượt đánh sai
vật các loài, căn mờ ám làm điều dại dột. Chúng sanh trước ta đã kể nước, còn thứ năm là màn trượt chung. Số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu qua nguyệt thung dung câu tha. Đẹp mắt mến điều mới là sáng, quay quyền hối lộ gần xa. Nghèo a vua bỡ đỡ ninh tà, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu, phải trừ thêm thập ác quyền thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần, ác nơi khổ nhất là lương thiệt. Thọc cho gây khá chừa đi đàn bớt rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm trí. Người choan nhau tại mình gia, vì mà cũng không hướng được lời danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Ác thứ nhì lầm lỗi xéo dài, của tiền nhiều từ phụ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc nghèo ý lanh láo sực lưu bồ, ôi thấy thế lòng đau tở cắt. Khuyên báo tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không ở mấy khác. Chúng do phước đời này giúp nát khi người khôn ngoan, chỉ mới là lời trang nghiêm êm ái thốt ra. Đừng bao biếm mới là nhân thiện.
thô lỗ ông lăng. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thao yêu. Ham đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiêng. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang ngõ thần thánh. Chẳng kiêng nể Phật trời thương canh cõi long cung, mời thân tối ngày đời ám u tối trang thảm thai. Khuyên ba tánh bá già ráng bỏ, gương tổ phụ còn rối lại đó sao không theo nề nếp gia phong. Chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rạc, nhưng đàn bà khe khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tai ắt. Lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoàn chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đánh. Giọng ngữ thứ tư cùng cấm, nói thêm thừa nguyện hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm mà chuyện dệt theo, thương diện lẻ thấp cao bào đời. Bất công mấy ai xem mà sửa trên điêu ngoan, dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chi công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dương tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó. Người dương thế chẳng bất trước Phật thần nào, gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng cố buông chôn, tưởng hay giỏi
khoe khoang tài căn. Người hiểu rành mới càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lừa điều, đừng trao chát cho người khinh nữ về. Ác tà dâm thứ năm càng tài làm đảo quyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thắm trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp mà bần cùng quan lấn thế dâm ô dân khó. Trai liệu lên điều này nên bỏ, đừng phá trình hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lời đơn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi, bỏ những điều điếm nhục tâm lòng trung hiếu dình theo đạo lý. Hàng phổ nữ hướng xưa nói, chỉ những mẹ hiền dâu thảo roi truyền. Niệm Phật mà gây lấy thiện cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tình cơn ác, mong thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, lấy của người sắm ăn sắm mặc chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Phá lương dân và luôn bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ. Tôi chấp chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc quệ tử
những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thôi vô nghị, của phi nghĩa làm chi sống truyền. Luật nhân quả thật là vậy, ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chi có ngày thông thà. Ác tư bài sát nhân gây dạng tâm hung hăng, đâm chém chặt bầm chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đất thế xa tay hạ sát. Viết đến ở đây đồng lòng rào rạc nghi gắm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể ô chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phổ. Lúc nguy cơ ta mong hại chủ trò giết cứ thầy, tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết cứ chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Con hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật đầy lòng kêu cách tri tướng, rằng mình như thế là ngoan. Huyền báo gia ba tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như bớt giết vật đắng mà cúng tế gặp thánh thần, đâu có tư riêng rồi ốm đau bởi tài căn tiền, hoặc thiện kiếp làm điều bảo Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Đấng thần minh công bình trực, già đau ăn lo đổi quà làm mai, mở
điều hòa phước ấy cờ bao ứng. Chẳng biết thân còn toan chưa đừng qua bất lành chưa trả dây thêm cầu cho đời sống lặng gió êm đặng ba tánh an nhàn tu niệm ác thứ tem là lòng tham ma hiểm muốn bao gồm của làm sao lường gạt lấy ở đây sẵn tôi tham bất cứ chuyện gì dầu sâu tốt cũng là dồn chứ nhớ lời Phật khi xưa dạy sự kẻ tham ăn kê miệng liếm vào chừng đứt lưỡi mới là hối hận tham của tạm làm điều tàn nhẫn nhắm mắt cơ rồi đâu đẹp nhà tan cửa nát lúc tận số nằm trên một y xác gắm kim tiền bội bạc y bất cứ tài không làm cho ta được sống lại chẳng bước tiễn đưa một bước thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt y lo dung trồng cõi phước về sau muốn trừ tham phải phải muốn thấy diệt lòng ít trừ kỳ tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ vật ở trần như bọt nước làng mây thân ta còn rải đó của ấy cũng khi tan khi hiệp á thứ chính hận sân luận tiếp chi lửa trong tâm đi chẳng đốt cơ mà lừng nỗi lôi đình đâu có định chừng cho mà con giữ trước tánh sân nổ thường làm bao
được. Hơn tự đắc khoe khoang vọng sức phải bị người thèm khích ghét ganh thua họ người làm chuyện bất lành gây nghiệp dữ hoang hoang tương bao. Trong cơn giận gặp thịt toàn câu xé tưng bừng phân từ manh mới là thó già. Việc được nó tâm trần thông tha ta thường nên tập tánh hành đi đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lỗi làm ngu xuân. Dạ nhân nhìn đừng cả mọi người tâm thuận lương vẻ mặt cứ vui tươi vậy mới đang tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y ở cầu đạo gây gỗ nhận quỷ làm chân lo quyền thân vật cơ chất cơ kém hơn chẳng tìm biết tinh thần đạo đức vật bệnh rình ở đời khổ cực tan thương. Khi nói làm ít chiều suy lường mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mới suy phải nương thuyền giáo kỳ muôn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin bứng nghe càng làm ngu muội đọa thân ý ổn. Trừ sống hiện ra thiện nghiệp mi lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành vì quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mơ.
dầu ai có cười ta khờ khật cũng đừng phiền, sao lãng chân tâm mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm cùng thiện tinh bá gia hưởng ưng. Muôn Phật giáo từ nay bền vững, đừng riêng lo lời dương một mình, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đào. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuối hột lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thứ, tố còn ham trai to đánh bự, đặng thế gian dừng cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thỏa. Bao làm sao dân không xa ngã, nghe lời rồ tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào, lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tính hiểu ta giá thiệt, làm hay không chẳng dám ép này. Nguyện mười phương chư Phật đau lai, đồng tiếp dân chúng sanh giải. Phật đàn dứt tâm trần câu chẳng màng dinh quê, trần hoàng thiện tính nó còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch nó ngút mây mù, đắng dịu ba tánh đường tu chiên vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế
cầu thoát chúng gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa, tô cầu yên nước lợi nhà, cứu quyền thất tổ cầu bệnh tật có tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành, tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe, cõi trần đừng đắm ai ngựa xe, đeo tuồng mộng quyến lập lòe sắc nghi hương, tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng con, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, tu cầu thoát khỏi sức xiềng, vô kề chân Phật miền trần lao, tu cầu trong hết bình đau, gặp đời bình trị xiết bao vui về, mắt nhìn chư Phật thành vàng điện ngọc trò thầy đăng tiên, ai mà muốn đăng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm, tôi cho rõ đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, chỉ bằng Phật thánh kinh vì người trên, hiểu trong lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô lánh lời vua mỹ học rài kể cánh, cao tâm luyện tâm
rõ tiếng đàn, không dây không phim quán hàng cũng không. Đàn tay rồi lại đàn đông, trách chồng ba tánh gặp sông phạm trần như chỉ rối cuồng, mà còn đeo đắm theo tuồng lăng lơ. Lời lạnh mắt lấp tay ngơ, đùa theo vật chất hận nhiều xa đò nhiều ngày thảm y thế chừng ấy mới biết chính ghê ăn năn chẳng kịp khó bề tính đi toan ngày nay cầu chư Phật kỳ cứu an linh hồn. Tôi tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn ý luân hồi. Thấy đời nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy thành đức ân cần ráng tập mơ chuyên thức tổ cứu quyền nơi chính xuôi mẹ mai xa lánh sao
sẽ xuất văn từ dốc dài quên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.